Rồi, Bánh Tiêu xin kính chào các chị em chú bác trong nước ngoài nước. Hôm nay Bánh Tiêu có mời cô Út Lộc ở Long Thành xuống để hát cho phục vụ cho cả nhà một vài bài. Vì có khán giả yêu cầu cô hát thêm vài bài nữa. Cô chào khán giả đi. Chào quý khán giả trong nước ngoài nước. Bữa nay Bánh Tiêu mời cô đi ra quán cà phê nha cả nhà. Quán cà phê thì có view đẹp lắm nha cả nhà. Đây có cái loa nữa nè, loa cổ nè cả nhà. Bữa nay con có cái loa mới nè cô. À, cô thấy không? Loa mới này bữa nay cho cô hát thử cho khán giả nghe cái loa mới này coi có hay bằng cái loa kia không nha. Cô gửi cho khán giả bài gì? Gửi cho khán giả trong nước và ngoài nước bài Quán Nửa Khuya sáng tác của quầy Linh. Rồi, xin mời cả nhà thưởng thức nha. Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, truyền tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay nói bạn nghe từ khi sai duyên thư gót chân in nhàn muôn lối sông hồ. Áo sơn phai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai, hoa nào mà không phôi phai sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương. Lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương. Dùng để tìm quên hương đắng cay, muốn nhắn dù thời gian ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bàn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đi về, siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiến người đi. Xa trường anh lại đi vui gió thương, sóng hồ gửi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ngồi bạn đường ơi. tình xưa ấy ngăn tiếng tơ trùng về tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn dù thời gian ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió ngân gót xuôi ngược để tìm về